mấu chốt khác nhau lớn nhất giữa người lãnh đạo với lại người quản lý là tầm nhìn. Lãnh đạo đầu tiên phải có tố chất, nhưng mà có tố chất không thì không đủ. Giống như một cái cầu thủ giỏi phải có năng khiếu. Chứ bảo cái anh mà không năng khiếu mà thành một cầu thủ vĩ đại không có. Khả năng lãnh đạo đó là một cái sản phẩm của việc tồn tại trong một cộng đồng hay một xã hội, chứ nó không thể phát sinh từ việc một cá thể tồn tại độc lập và đơn lẻ được. Theo bạn, khả năng lãnh đạo là do trời sinh hay cần rèn luyện? Cái khả năng lãnh đạo cần phải sự kết hợp giữa rèn luyện và bẩm sinh. Giống như việc là ca sĩ ạ, ca sĩ đâu chỉ cần có mỗi một giọng hát mà nó còn cần có rất nhiều các yếu tố khác để có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp và lấy được sự ủng hộ từ công chúng. Thực ra mình nghĩ lãnh đạo đầu tiên phải có tố chất, nhưng mà có tố chất không thì không đủ. Cái lúc đấy phải có sự rèn luyện. Nhưng mà người không có tố chất thì rất là khó thành lãnh đạo. Cũng giống như một cái cầu thủ giỏi phải có năng khiếu. Chứ bảo cái anh mà không năng khiếu mà thành một cầu thủ vĩ đại không có. Khi mà mình nói về bẩm sinh với lại rèn luyện á, về lãnh đạo á, thì anh nghĩ là có một khái niệm mà nếu mà mình phân biệt được mình sẽ hiểu rất rõ là lãnh đạo nó đến từ đâu. Cái khái niệm đó nó sẽ hiểu rõ hơn trong tiếng Anh á, một cái gọi là leadership, một cái gọi là management, kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý, hoặc là leader và manager khác nhau như thế nào. Vậy thì cái điểm mấu chốt khác nhau rất lớn giữa leadership và management là gì? Anh cũng làm công nghệ lâu năm thì một là iPhone đúng không? Ai cũng biết là Steve Jobs và người bây giờ đang là Tim Cook. Cả hai ông vị trí exactly là same, là cùng như nhau hết. Thì giữa Steve Jobs với lại Tim Cook thì em nghĩ hai người ai là lãnh đạo, ai là quản lý. Anh nghĩ đôi khi cái từ ngữ nó làm cho mình lẫn lộn, nhưng mà cái ý anh muốn chia sẻ là cái điểm mấu chốt khác nhau lớn nhất giữa người lãnh đạo với lại người quản lý là tầm nhìn. Tức là người lãnh đạo sẽ đưa ra một cái tầm nhìn mà làm sao thuyết phục được mọi người khác tin theo và họ làm theo. Còn họ làm theo bằng cách nào, bao giờ xong, ngày nào, giờ nào, làm cái gì, KPI như thế nào là các ông quản lý ông sẽ làm. Thì chúng ta thấy là nếu mà mọi người tin tưởng vào cái tầm nhìn đấy thì mọi thứ nó sẽ đi theo. Thì trở lại là nếu như mà một người sinh ra mà không có một cái gọi là bẩm sinh là muốn thay đổi cái gì đấy, có một cái tầm nhìn gì đấy mà đứng ra kêu gọi mọi người đi theo thì không bao giờ có leader hết. Nên cái yếu tố bẩm sinh là quan trọng. Với nãy giờ tất cả những cái thông tin mà các sếp chia sẻ thì anh hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà anh có một cái góp ý cho tụi em vậy nè. Thật ra với cái câu hỏi mà khả năng lãnh đạo là do trời sinh hay cần rèn luyện á, đa phần tụi em sẽ trả lời cái nước đôi như vậy. Đối với anh nó không phải là câu trả lời ấn tượng. Nếu là anh sẽ trả lời rằng là khả năng lãnh đạo 100% phải là do rèn luyện. Bởi vì trời chỉ sinh được tố chất lãnh đạo thôi, chứ trời không sinh được khả năng lãnh đạo. Khả năng lãnh đạo đó là một cái sản phẩm của cái việc tồn tại trong một cộng đồng hay một xã hội, chứ nó không thể phát sinh từ việc một cá thể tồn tại độc lập và đơn lẻ được. Vậy thì cái tố chất lãnh đạo nó có thể chuyển hóa thành khả năng lãnh đạo chỉ khi nào cái cá thể đó chủ động cảm nhận, chủ động quan sát, chủ động mình điều chỉnh cái năng lực của mình để biến các tố chất đó thành một cái khả năng có thể sử dụng chủ động bất kỳ lúc nào.